Ôn tập. Nội dung phần trồng trọt được tóm tắt theo sơ đồ sau. 1. Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt. 2. Đại cương về kỹ thuật trồng trọt gồm có: đất trồng, thành phần của đất trồng, tính chất của đất trồng, biện pháp sử dụng và cải tạo đất. Phân bón, tác dụng của phân bón, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón. Giống cây trồng. Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Sản xuất và bảo quản hạt giống. Sâu bệnh hại. Tác hại của sâu bệnh. Khái niệm về sâu bệnh hại. Các phương pháp phòng trừ. 3. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. Làm đất và bón phân lót. Cày, bừa và đập đất. Lên luống bón phân lót, gieo trồng cây nông nghiệp, kiểm tra và xử lý hạt giống, thời vụ, phương pháp gieo trồng, chăm sóc, tỉa, dặm cây, làm cỏ, dung xới, tưới tiêu nước, bón phân thúc, thu hoạch, bảo quản, chế biến. Câu hỏi 1. Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt 2. Đất trồng là gì? Trình bày thành phần và tính chất chính của đất trồng. 3. Nêu vai trò và cách sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp. 4. Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng. 5. Trình bày khái niệm về sâu bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ. 6. Em hãy giải thích Tại sao biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh để phòng trừ sâu bệnh lại ít tốn công, dễ thực hiện, chi phí ít nhưng mang lại nhiều kết quả? 7. Hãy nêu tác dụng của các biện pháp làm đất và bón phân lót đối với cây trồng. 8. Tại sao phải tiến hành kiểm tra xử lý hạt giống trước khi gieo trồng cây nông nghiệp? 9. Em hãy nêu ưu nhược điểm của các phương pháp gieo trồng bằng hạt và trồng cây con. 10. Hãy nêu tác dụng của các công việc chăm sóc đối với cây trồng. Giải thích câu tục ngữ: Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn. 11. Hãy nêu tác dụng của việc thu hoạch đúng thời vụ, bảo quản và chế biến kịp thời đối với nông sản. Liên hệ ở địa phương em đã thực hiện như thế nào? 12. Em hãy nêu ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái. 13. Hãy nêu tác hại của thuốc hóa học trừ sâu bệnh đối với môi trường, con người và các sinh vật khác.